chào tất cả bà con cô bác ha. Hôm nay tiệm sách Gia Phát giới thiệu một cặp xe nâng, một cặp xe nâng 2 tầng, xe nâng cao được 36 ha. Chiếc xe này khách hàng bên tiệm sách Gia Phát đặt làm có cái lồng. Thì con xe này hình thức xe rất là đẹp nha, xe làm rất là đẹp. Đây là cái con tời có làm remote từ xa không dây ha. Hai con này là một cặp như nhau ha, một remote từ xa không dây, xe có sử dụng khóa đạp. Thì cái mã của cái động cơ này là BA800, lực nâng là 400/800 kg. Và tiệm sách Gia Phát đã thay đổi sợi cáp này thành sợi cáp 6 ly Hàn Quốc ha. Mình đã thay đổi nó rồi ha, mình bỏ ra cái cáp cũ heo máy, mình sử dụng cáp mới nha. Xe này có bề ngang lòng là 60 và dài ra 75 và chiều cao của thành là 90. Xe có chiều cao 2m2. Rồi bây giờ tiệm sách Gia Phát sẽ thao tác nâng hạ cho bà con mình xem ha. Thì đây hai cái bộ remote rồi, của hai cái chiếc xe. Rồi bây giờ mình sẽ bấm lên cho bà con mình xem nha. Hai con motor này là cùng tốc ha. Có con bên này tốc hơi nhanh hơn, lên hơi nhanh hơn cái con kia. Xe mình có công tắc hành trình nha. Đó, có công tắc hành trình, lên đụng công tắc hành trình là ngưng. Motor thì cùng là nhà mã hàng VA800 nhưng tỷ lệ chạy của nó có sai số ha, không chính xác.